con này giờ đang tháo, ba đang tháo mỗi thằng mỗi con giảm gần 200 triệu anh. Đang vừa rồi vừa lấy thì cho nhau một tuần lại giảm tiếp 100. Ủa vì nó sắp ra mẫu mới như cái điện thoại iPhone thì nó ra mẫu mới nó đẩy ra mẫu mới là nó bị ấy nhỉ? Đây con này gì gì đấy, tội gì lấy con này trông nó khỏe quá như thế, vẫn là nó cái form vừa mới là của 23 đấy, con đấy là form 24 form mới hoàn toàn đấy, nó khác biệt luôn. Cái form vừa 23 nó vẫn nhái nhái giống của trường ngày xưa kiểu khung khung xe khung khung, này là gần như vuông. Sao con này là mới hoàn toàn đấy. Bây giờ đây đúng không? Phải con này đúng không? Đây tít tít nó gì mà xấu lắm đâu. Đây là chén rượu đâu rồi, bốc hết rồi này. Ở đây, lấy mà dí vào, lấy lên quạt rồi, trộm. Rồi rồi rồi. Rượu đi xin đấy. Rưỡi hả bác? Anh đoán được rượu là cuối năm nó về mình. Bởi vì con đang bán hết loại cũ 23 nó mới ra đây, thì nó có giá. Con này thì nó kéo phòng to ra nhìn đẹp này, giống như đang nevơ mà. Bây giờ như anh em mình chạy xe mình quen rồi, giờ muốn mua ly côn mới mua mua Cadillac chứ mà. Cậu đánh mà là đi đâu mà mượn chúng mình, cậu ở trong kính đen cũng ngửa mặt. Đừng đeo kính đen rồi vấp ngã rồi chết đi. Đang bảo cậu học lái xe đi. Cậu đeo bên lái xe. Chị đi đâu rồi chở? Học đi, học dần lái xe đi. Như vậy em kia bảo thôi học đi, em dẫn không có học đâu. Lái xe chả bỏ mẹ. Sung sướng gì đâu anh nhỉ? Anh em tôi sung sướng gì đâu, đi rượu là không được uống. Đẹp nhỉ bác nhỉ? Nó đơn giản thôi nhưng mà nó lại hết cả một cái màn hình liền luôn. Cái của vi tính.